mèo chứ. Rồi mọi người ơi, xin chào mọi người sẽ livestream giúp mèo nha. Hiện tại bây giờ mèo chưa livestream đâu. Một tí xíu nữa thì mèo mới livestream nha mọi người. Mọi người sẽ livestream giúp mèo nha mọi người ơi. Hốt ơi. Hốt ơi. Hốt. Hốt. Thật thích lắm chạy luôn hoài vậy. Bật đi đi. Gì? Bật đi đi. Chị Banda. Bật đi vậy? Ủa, chị Banda đâu? Chị Banda mọi người ơi. Chị Banda ơi. Bật đi Banda nè. Bật đi trước đi. Bật đi mèo nè. Mọi người sẽ livestream giúp mèo nha mọi người ơi. Chị hôm nay cái gì vậy? Chị hôm nay đẹp quá. Cảm ơn mấy em nhiều nha. Rồi bật đi mèo. Mèo mình đẹp mấy em. Mèo xấu gì đâu á. Ủa nay sao nhìn cho xem mèo vậy ta? Không biết nữa. Mọi người sẽ livestream giúp mèo đi mọi người ơi. Sẽ livestream giúp mèo nè. Chắc là hôm nay mọi người thấy tôi dễ thương á. Trời ơi, mèo mà dễ thương gì? Mèo không có dễ thương, mèo không có xí thương á. Là Panda đâu? Trời ơi. Ai biết của chị Panda, mèo không có chị Panda đó. Chị Panda. Chị Panda ơi, sao ủa sao Panda chị trong phòng mà chỉ có mèo với đánh hút thôi vậy? Chị Panda à? Đâu? Trong phòng chỉ có tôi với ông thôi, không có chị Panda. Chị Panda. Dạ. Mèo, có chị má coi má chị bị gì á. Sao hả? Không biết luôn, chị không có được. Vô không được hả? Ừ. Không vô game được luôn. Không, được, bị kỳ lắm. Hốt đi coi giùm chị Panda hốt. Thôi mèo đi đi, tôi không biết đâu, chân tôi đang bị đau nè. Đã vô không có được, kè, tết chị. Thôi, không có đi. Đi coi giùm má coi, chị Panda này ông lạnh hơn tôi mà. Gì? Đi. Vô, quánh là nổi thôi. Thôi, chân đang bị đau kêu đi hoài mới. Còn bị làm việc xong chân tao chết. Ok. Mọi người đợi mẹ tí xíu, mẹ phải đi coi chị Panda, đợi chút xíu nha. Đi đâu hả? Đi coi chị. Đi coi máy gì mà Panda. Đi coi máy hả? Thôi để hút qua hút coi livestream của mèo một tí xíu nha. Ok luôn các bạn ơi. Thôi nhập cái ghế này qua bên cái nè. Mình sẽ ngồi cái ghế của mình. Đó, vậy nó mới thích vừa cái kích cỡ của mình ha. Ok. Tắt mấy cái hiệu ứng của mèo rồi nè. Ơi. Ok. Anh hút ở lại nè, để coi coi. Mấy cái bạn fan của anh Deadwood đâu mất tiêu rồi. Mèo đi ăn mặc hở gì em? Tại cái áo nó như vậy. Đọc tên em đi anh Deadwood. Rồi máy em hơi lát. Ừ hơi lát không sao đâu em. Không sao đâu, không sao đâu. Để coi coi nãy giờ các bạn nào mà chơi khai không? Hoàn toàn tắt tắt điện tốt cái đã. Lỡ mà mèo sửa xong cho chị Panda mà nghe anh nói chắc là giết anh luôn đó mọi người. Tắt hết. Tắt hết cái thiết bị nghe nhìn. Đó. Đó. Ok. Gì? Mèo đang sửa máy, chị hành động đi. Hành động từ từ, đang nói chuyện với fan em mà hành động cái gì? Hành động đi. Hành động hả? Ừ. Chị hoạch kế hoạch của mình. Mèo đang chỉnh chị hoạch á. Thấy không? Ừ. Hãy đi. Bạn nào? Bí mật nha, bạn fan nào mà nói một cái ha. Là anh tiêu diệt bạn fan đó luôn, anh kích liền luôn. Rồi cái nào? Láp anh ơi, không có láp đâu mấy em ơi. Ok. Anh chuẩn bị hành động thôi, bây giờ đợi anh tí xíu nha mọi người. Anh sẽ đi lấy đồ cái nào. Mình sẽ bỏ lại phòng gym này một mình nha. Đi lấy đồ cái đã nào. Bà nội ơi. Hãy đi bạn qua đó. Bà. Không, mèo không có qua kịp đâu chị Panda ơi. Mèo không có qua kịp đâu. Hello tất cả các mọi người. Hello Panda, đóng cửa lại đi, mèo đang sửa rồi. Ê, chị ơi, chị canh mèo cái nha. Chị canh mèo lâu lâu tí à. Ok mọi người ơi, anh có chuẩn bị cái này cho mèo và anh muốn mọi người phải giữ bí mật giúp anh. Mấy bạn không được có khai ra là anh đang cho mèo một cái bất ngờ nha. Hôm nay mèo không có nhớ là cái kỷ niệm mà lần đầu tiên mà mèo thấy được anh đâu. Ok Ron, Ron cái gì vậy? Mèo không có livestream ở đây, mèo không có livestream ở đây nên đừng có mét. Mèo đi sửa má cho chị Panda rồi. Mấy bạn đừng có mét, mấy bạn mét cũng chả có tác dụng gì đâu. Ok, các bạn sẽ livestream nhiều nhiều nào. Ok. Chà này, chà tôi rồi, chà tôi. Holy shit. Holy shit. Không sao đâu, thì đây là món quà anh sẽ tặng mèo. Ta-da. Một cái bánh kem chúc mừng mèo 100.000 subscribe ở Nonolife. Dạ. Mà một số cái câu hỏi mà kỷ niệm cho ngày đầu tiên anh và mèo gặp nhau. Bây giờ thì bắt đầu nha mọi người, bắt đầu nha, đợi mèo qua nha mọi người. Xíu nha. Má chị Panda mừ không? Không, má chị Panda mừ thì kệ má chị. Trời ơi, nó rút cái điện thoại, nó rút cái điện ra thôi mà không gắn giờ nó bị hư. Nhưng mà giờ gắn nó cũng có điện nữa. Sợ, trả lại cái này cho tôi mà. Ngon quá ạ. Mượn thật không? Ngon. Thôi tôi cho bạn mượn gửi. Trả chim này. Mượn ngồi chơi xíu. Bếp quơ nha. Ok, bếp quơ ha. Bếp quơ bự hả? Có chứ mà, tôi đâu có chỉnh gì đâu. Tôi để bình thường mà. Cái mặt của mèo bự à. Ủa bữa này nó bị quên hả? Ủa nó ta vô đây, em rửa máy đi rồi. Ủa
em mát gì mèo nè, trời ơi, nè mát kìa. Nó phải lấy tiền của tôi tự đón nữa phải không? Tôi đón gì trời, nè để tôi lấy like của tôi thảo like cho mèo nè. Ông lấy tiền của tôi đón là cái gì? Chị ơi, má chị Panda hư đó, kìa bạn fan của em kìa. Má chị hư rồi. Kìa. Không hư, chị hư thiệt. Má đã bao cũng hư đâu. Chị cho anh vậy. Thấy không, cái dây điện này chuột nó cắn á. Chị máy của chị Panda bị chuột cắn là mèo biết sợ đi. Mấy con chuột mình giống như chuột á là đừng có sao, đừng có hồi cho nó. Đừng có ác độc, đừng có hồi nó. Ok luôn, tôi không có cái gì để giấu nữa hết á. Nè, tôi qua đây đi. Ok, mọi người đã nghe rõ chưa? Để giờ anh nãy giờ anh mới nói với mèo nè. Thì á, nãy giờ mèo không hiểu là tại sao anh tặng cho mèo cái bánh kem này. Thì rớt. Ủa, đẹp quá hả? Ngon á. Ngon ấy được ăn chưa? Dỗ trong cái cục. Cái bánh kem này á, anh tặng mèo á là để chúc mừng mèo đạt 100.000 subscribe ở Nono Live. Và cái thứ hai á là mèo đón xem là cái gì, nãy tôi chưa có nói. Thì sinh nhật mèo. Không, sinh nhật em chưa tới, sinh nhật em 28 lận. Dạ, sinh nhật chị. Đúng rồi, sinh nhật bà Panda. Có đôi dép lào không? Dỗ chết bà. Em dỗ gì? Đói quá, chị đón không? Tôi kêu đón, tôi đón, cái đại đòi lấy đòi hôm nay á, chị biết ngày gì không? Đón nó đi. Nè, đưa cho cầm nè. Đưa cho cầm nè, cầm đi. Đó. À, chị đón xem hôm nay là ngày gì? Ăn cái gì? Dặm cái mặt vô luôn bây giờ. Hôm nay là sinh nhật hút. Sinh nhật ông chưa tới. Còn chỉ còn lại đâu rồi, chỉ còn lại đâu rồi. Chiếc dép còn lại đâu rồi, em nhét ở đâu đây nè. Ta. Là gì? Mấy bạn mà trả lời mấy bạn bữa nói là bữa nay ngày gì mọi người? Để anh hút coi các bạn nào khai bữa không? Ngày bữa nay ngày mấy? Cái gì đây? Sinh nhật em ngày 68. Em vô duyên quá. Hôm nay đâu phải ngày sinh nhật em. Em muốn anh cho em chiếc dép giống chị Panda hả? Bữa nay là ngày 11. 11 cái gì? Rồi đúng rồi, ngày 11. 11 tháng 4. 11 tháng 4. Ngày gì nhớ lại? 10 tháng 3 là giỗ tổ Hùng Dương đúng không? Hôm nay ngày giỗ tổ Hùng Dương. Đâu phải, 10 tháng 3 giỗ tổ Hùng Dương nhưng mà. Ngày giỗ tổ Hùng Dương đúng không? Được một ngày. Ngày giỗ tổ Hùng Dương là thứ hai, thiếp ơi. Gì vậy? Cái bà này, chiếc dép còn lại đâu? Tôi phải cho em chiếc dép còn lại. Hôm nay á là ngày mà lần đầu tiên em với mèo gặp nhau. Tan mèo làm gì nhớ ngày đó không? Nó đây hả? Chính là nó. Chính là nó. Biu. Ê, hai người gặp nhau ở đâu vậy? Biết hả? Tới kỳ chứ. Chị biết. Đâu? Trong lớp học. Em dỗ nè. Chị không phải nữa hả? Cái đôi dép đâu rồi? Chị đón nữa. Ủa bà tối với em vừa con nè. Chị đón nữa. Em và mèo gặp nhau trong công viên. Chị sẽ biết. Chị dép. Chị kỳ vậy. Em mới nói xong. Ok rồi. Nói với thịt vườn luôn á. Nói với thịt vườn nhà bà. Anh giải thích cho mọi người nghe nè. Anh và mèo gặp nhau á là vào trong công viên. Gặp nhau trên chiếc xe, gặp nhau trên Rapper. Không, lúc đó trong công viên có chiếc xe du lịch màu xanh vậy nha. Bởi vậy em mới mua chiếc xe du lịch màu xanh. Lúc đây một chỉ mèo, xe xanh đẹp thế. Rồi nó có mấy cái quà giặt không nhỉ? Không, cái xe này trong phim. Xe xanh đó có mấy cái cục trong phim này không? Mấy cái cục này là cục vàng. Có, phải có xanh là công viên nè. Tự vậy cũng biết nữa, đã tặng rồi, tặng thì nói thôi, giật bánh. Cảm ơn. Tặng rồi. Công nhận cái xe này ngon thiệt. Ok luôn, thì anh gặp mèo trong công viên. Và đó là ngày hôm nay kỷ niệm, tại lâu lắm rồi anh cũng không nhớ ngày này nữa nhưng mà anh nhớ kỹ là đúng là ngày này rồi nhưng mà đúng mà mới có chiếc xe màu xanh với bãi cỏ nè. Chứ đâu phải lãnh đâu, tặng má. Không nhớ hả? Điểm đây. Thì giá cái chén vô đây em với chị Hoàng ăn đi, dịp phim của mèo em chị. Không, bây giờ em ăn rồi, em ăn đi. Hả? Cái muỗng giùm ăn đi. Dỗ cái bánh kem. Nữa, cái gì vậy? Bà nói gì mà con bị dỗ. Chị chung vô đây em có bạn fan. Thôi, em không quánh chị, em lấy tên phim em quánh chị. Thì vô đây đi. Thì đây. Lết vô ngay đây nè, ngay đây nè. Ừ. Thôi em quánh chị đâu. Yêu hút và mèo cảm ơn nha, hôn y, anh không có hôn đâu em ơi. Nay ngày làm quen bạn bè hôn vậy. Gì hả? Bánh kem ngon quá. Ok thì cái bánh kem này không phải đơn giản là để ăn. Chính. Để ăn rồi, biết rồi. Cái này cho chị Panda nè. Ăn đi chị Panda. Ủa. La tôi bị phản xạ chậm á. Hai người la trước tôi mới la sau á. Tao học được ra ngủ tôi xác thôi mà. Cái đó mình kiểu giống gặp hả? Giờ này sao? Thử bánh kem nữa. Thôi ơi. Sao ta? Ê, dán vô cái xe, dán vô bình hồng á. Thôi để trước cũng đi. Ừ. Xong. Cái xe. Nè, chiếc xe kèn ơi. Rồi xong.
Đó, đây, được rồi đó, giống chiếc taxi. Chiếc taxi. Vậy là đúng rồi, con Duyên gặp chiếc taxi đó. Ừ, đúng rồi. Không phải taxi, taxi không có xe nào xanh á. Thằng này ướt dưới bàn rồi á. Thằng bàn. Bàn của tôi mà tôi biết cái gì có trong đó. Giống như ta sẵn đi. Ok, cái bánh kem này mình sẽ để đâu? Mình sẽ để ở đây, trên tay của anh Red Hood và chị Panda. Có lẽ nào? Chỉ là nó, mi. Ok, Panda, mà nói, mà nãy dặn sao? Em dặn chị đi, em dặn chị từ chiều tới giờ rồi. Bí mật của em mà chị cứ... Sao? Ok, mình sẽ để cái bánh kem ở đây và bây giờ mình sẽ... có cái này dành cho mèo. Chị đưa đây cái bát này á. Ủa gì vậy? Cái này là chị dành cho con mà. Sao hôm nay nó dành vậy? Ok, thì hôm nay livestream đi tự nhiên cái nào. Nè, ngày này là ngày của tôi, nhưng mà tôi muốn kỷ niệm trên livestream của mèo. Tại lúc đó là tôi thấy mèo trước. Hiểu không? Bây giờ anh hôn chị mèo. Trời ơi. Ôi Thomas, nó mới cho 100 like kìa. Có 100 like, không có anh ta cho tới 1000 like là em thật là vô dụng quá đi. Ok, thì hôm nay anh Red Hood và chị Panda đã chuẩn bị ra những cái câu hỏi mà cái này là của chị Panda soạn ra. Chị Panda dành cho anh, đặng anh hỏi mèo. Thì mọi gì người... vậy? Hả? Ủa? Ủa? Chị, chị không biết chạy đâu chị. Thả bà nó làm gì dưới? Ủa ta, mà cứ dặn. Ủa mày biết gì? Mày biết nó có gì không? Nó có con của tôi đó. Nhưng mà cái đó là chị Panda nó làm. Nhưng mà chị nghiên cứu rất là kỹ. Thôi chị Panda ơi. Bỏ mèo ra đi, em với chị ẩm nhỏ khác về chị Panda ơi. Đi ra đi, mời mèo đi ra không? Ok, thì chị nói chị chuẩn bị okay. Gì ok, hôm nay thì chị Panda đã chuẩn bị cho mèo và Red Hood một phần quà rất là đáng yêu và dễ thương. Chị nghĩ là cái phần quà này fan rất là thích luôn mà. Thiệt thích không? Chị em bà đang cái laptop của tôi, bà chuẩn bị phần quà cho tôi mà bà nói fan thích. Cái này cái bát. Ờ ai bát. Nhưng mà chị nghĩ là fan rất là thích luôn á, tại vì chị cũng không biết đây, nữa. Đây điện thoại của tôi đâu rồi? Này, cái điện thoại của tôi. Ok. Hôm cái gì em? Không có gì, ôi cho nguyên cái cúp luôn, cho Ripper luôn. Cảm ơn em. Nãy mấy bạn nó cho tôi, không nhìn thấy rồi, kèm nữa mèo ơi. Cảm ơn mọi người thả like cho anh nha, rồi bây giờ ok, bây giờ mấy bạn hãy chờ cái đón xem cái phần quà của chị nha. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi. Hôm nay mà ai chơi thua là hút lấy sạch bát chứ không chơi đầu á. Nếu mà ai mà thắng thì sẽ được chị Panda thưởng nha. Thưởng gì? Wow. Chị chưa suy nghĩ ra phần thưởng, chị mới có suy nghĩ cái trò chơi thôi. Vậy chị nghĩ, hiểu kỹ là hình phạt không? Có, hành thạc rất là quyến rũ. Chị Panda, em có hành thạc này hay lắm nè. Cái tội mà không nhớ chiếc taxi màu xanh, chiếc xe màu xanh phải không? Cái tội không nhớ cái tội trong công viên á. Người nào mà thua là em lấy miếng cỏ em tét vô mặt. Không là em lấy miếng sơn xe em tét vô mặt. Đó thấy không? Nè. Ủa vậy là tính ra là có tuổi không chơi hả? Bà Panda sạch bu luôn á. Đúng rồi. Đâu, phút cuối là chị Panda được ăn nguyên cái. Chị là dê trắng, chị là dê trắng. Không, phút cuối mà nếu mà trả lời xong hết các câu hỏi này mà anh đạt anh 10.000 view á, 10.000 người xem trực tiếp anh vọng nguyên cái bánh kem này vô mặt chị Panda. Chị Panda đừng có lo đi, team của mày ít người xem lắm. Team của mày ít người xem lắm. Không đạt nổi tới 10.000 người đâu. Tới sáng chưa xong. Không có cái điều đó. Không có sao hết. Em biết chắc mà. Mèo không bao giờ đạt 10.000 người xem livestream đâu. Mấy bạn đừng có xem. Ở trong đó thì có những người không đâu. Tại vì nhiều bạn hút đặt ngàn người thôi. Thôi giờ mình đặt ngàn người đi, thật là 10. Thôi. 10.000. Không chơi đó, không chơi. 10.000. Giờ ha. Giờ miễn đạt 10.000 cái bóc cái là anh chưa kịp trả lời hết câu hỏi, anh quay qua. Học chưa liền. Không phải vậy. Từ từ. Tại vì sao? Không, người chơi như là mèo với Red Hood chơi thì sẽ bị phạt, đúng không? Là bị chép bánh kem lên mặt, đúng không? Ừ. Còn bà MC thì bà không làm gì hết, bà còn không bỏ thưởng, bà cười, đúng không? Vậy thì phải có cái thôi nữa là được nhiều người xem chị, đúng không? Chị đẹp là chị phải ăn bánh kem, đúng không? Phải có hình một cách quyến rũ chứ phải ăn một cái vậy, chị tắm bánh xe, chưa xong. Không có gì, em giúp chị tắm, em mua cho chị. Lúc đó là chị mới tắm thì luôn á. Thôi tắm lại nhiều lần cho nó tốt. Thôi mẹ nóng nóng cho chị tắm. Gì đó. Chị Panda, mọi người đồng ý không? Mọi người đồng ý thì nhấn like nào. Mọi người đồng ý không thì nhấn like nào. Chị thấy mấy bạn không có đồng ý, bạn nên đây, để em coi thử các bạn comment kiểu like hoặc là nhấn like rồi. Chị Panda ăn bánh kem. Mấy em hãy nhấn like nào. No. Team lắc rồi mèo ơi, team lắc luôn mọi người, đứng luôn rồi. Mọi người comment dữ dằn quá, mọi người quấn lắc rồi chứ không nhấn like nè. Chờ tí xíu coi. Ok. Chúng ta cùng nhau chờ 5 giây để xem. Mọi người hãy share livestream này để cho mọi người đồng ý. Hãy share livestream để cho các bạn đồng ý. Mọi người hãy share livestream để like đồng ý kìa. Like đồng ý quá trời kìa. Ê, không được nhìn cái bí mật của chị. Đấy, không được nhìn bí mật nha. Em không thấy
Nhìn biết mặt của chị Panda là tôi dặn mèo luôn á. Bà chụp ba cái hình, ba nãy giờ ba lấy iPad của mèo, ba chụp ba cái hình nó nhen anh nhen ú trong đó đó. Nè, để tôi cho mọi người xem hình chị Panda nè. Đây đây. 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 Cái gì? Có rất nhiều thứ đang cần được phê duyệt, có phải không? Để tôi phê duyệt cái đã. Không có phê duyệt cái gì hết á, hôm nay là vô đây. Đúng rồi, vô đây. Mọi người share livestream đi nào. Trời ơi, share livestream nè, cảm ơn cộng tiền nha. Mọi người share livestream đi. Hãy phục đi phê nữa nè. Hãy phục đi phê. Chị không biết tao kìa. Nghe như là phê có không thể cần gì á. Em sợ chị quá rồi chị nè. Em sợ chị dữ dằn lắm á. Ok. Ok. Đẹp không? Chị á. Con khùng hình như đã xem livestream. Gì vậy? Hết con khùng đã xem livestream, mình như đã xem livestream. Con khùng. Mèo. Mèo xin lỗi bạn đó đi. Mèo xin lỗi bạn đi. Tại vì tập có hai cái tên nó dính lại với nhau. Mèo xin lỗi bạn đó đi. Mèo xin lỗi bạn đó đi. Mèo đó. Tại tập không. Chỉnh thị không hà. Mà mọi người comment chưa? Phim tới rồi đó. Mọi người comment chưa? Chưa. Ok, để hút chúng ta comment cái nào. Ôi trời, quánh tiếng Hàn Quốc nữa, ai hiểu. Giảm cân đi, anh nhìn anh mập quá. Yes, đúng rồi đó em. Show body đi. Show body. Mập cái chỗ nào? Mập cái chỗ nào? Người nó vô chiên. Mở nè, mở. Mở cái chỗ nào, mập cái chỗ nào, có bụng mập đâu. Hết. Anh không có mập, mấy bạn đừng nói anh mập nữa. Cái thùng rác này á là mọi người biết chi không? Một hồi nữa là chị Panda mà được 20.000 view là em lập cái thùng rác vô mặt chị luôn. 20.000 view cho cái thùng rác vô mặt chị Panda. 20.000 view. 20.000 view, anh hứa là chỉ được 20.000 view thôi. Anh trồng cái gì đâu chị Panda. Vô đây là người thùng rác. Bây giờ á. Ê, vô đây. Chị vô đây. Ờ, 30.000 view, em cho chị học cái bánh kem cho mặt em. Rồi, đi đây. 30.000 view cho mày, để cái thùng rác chứ. Không. Cái thùng rác nó không có dơ, thì chị đánh ngay. Nè, cái thùng rác này chung cái màu áo với chị Panda. Tổng quan rất hợp mọi người, tổng quan rất hợp. Đừng có chơi thùng rác, dơ ra bánh kem thôi, giờ giá luôn. Giờ giá luôn. Trời, thùng rác nó mới hay. Thôi. Hôm nay chị lựa cái áo xanh trùng với cái màu, cái tủ của em quá chị Panda. Thích ngoài ra, thích không? Có tốt thì đó luôn, có tốt luôn. Coi, mọi người có thấy được gần 4.000 view rồi đó, cho chị biết. Chưa nè. Mấy bạn nhắn no quá trời luôn. Gần 4.000 view rồi đó chị. Gì vậy? 8 rồi đó. Chị canh đúng rồi, 9.000 cái gì cả. Từ từ. Để em đăng lên trên tuần Facebook của em cái là hôm nay miễn không cần cái điều kiện nha, chỉ cần chị Panda được 10.000 view. Thùng rác vào đầu. Không. Nè. Hôm nay để em đăng status trên Facebook này. Hôm nay stream của mèo ở Nono like được 10.000 view. Red Hood đập bánh kem vào mặt chị Panda đó. Cực cháy luôn vậy ta, em phải tư thành ngọn lửa rừng cháy lên đó. Em cho chị biết chị về ngủ nha. Không chị về đấy, em giận chị không á. Đúng rồi, mình tiêm bác vô đi mèo ơi. Không, hồi nãy máy của chị bị hư rồi mà. Chị hư rồi, chị có sửa không được đâu, đúng điện rồi. Chị sửa được, chị biết nói chuyện điện. Máy chị em cắt đứt dây điện rồi, vậy đừng có mà nhốn nhau nhốn nháo rồi. Chị biết nói với điện á. Có bạn xe rồi nè. Ê, đi chị chạy đi, chị con kè. Không, dây điện của chị em phá ổ điện vậy luôn rồi. Chị không có làm gì được đâu. Hôm nay Deadwood chơi lớn nè. Trong cái ngày kỷ niệm. Ngày kỷ niệm lại có cái gì đó kỷ niệm tiếp theo không? Kiểu như sao lại nhắc tới ngày kỷ niệm của em là phải có em đặt bánh kem cho chị. Đúng rồi đó chị nè. Rồi á, 11 mười ba á thì Deadwood sẽ được đọc bánh kem vô mặt. Ủa gì vô duyên vậy má? Ủa vô duyên, tự nhiên bắt chuyện mình vậy hả? Đi 10.000 hả? 9.500 là Deadwood bị 10.000 bánh kem. Ủa gì kỳ vậy? Cho nên nè, 10k view đi là chị Panda sẽ bị ọc vô mặt. 15k view thì Deadwood sẽ bị ọc vô mặt. 20k view thì sao thì em bị ọc vô mặt. Vậy đi chị. Vậy ba người mình có điều. Vậy đi bây giờ. Thôi, nè 20k view thôi biết ai bị ọc gì không? Chị Panda bị đổi thùng rác rồi. Ok luôn, tôi sẽ thùng xe. Ừ, giờ mình thử. Giờ mình chơi đầu bánh thùng xì xong rồi mình sẽ xì xong hai người. Thôi giả bộ giả điên cái hồi nãy hai người gài ập vô mặt tôi nè, tôi biết lắm. Rồi nào,
Tôi biết hai người muốn bập vô mặt tôi lắm. Ủa, ví dụ như mèo ra thì mèo mèo tay tay trắng. Giờ không lẽ lại nói nha. Chỉ cần được thầy thôi mà. Thôi mà tôi thấy là chị Panda là một kế hoạch hay mèo ơi. 10k miếng sẽ mọi người đồng ý không? 10k miếng thì tụi mình sẽ tù xì. Nếu người nào thua thì nó sẽ bị ập vô mặt. Của chị nó không có dừa với cái bánh kem. Cực dừa vậy nè. Cực hợp. Khỏi sống luôn. Thì cưng có một kính nó không có bị giống mắt. Ừ đúng rồi. Không lúc em phá bất kiến ra. Em công bằng với chị. Mọi người đồng ý không nào? Ok kìa, đó là ok rồi. Tóc chị dài là cái một cái điểm tốt của chị ở giữa đây. Em chơi công bằng luôn mọi người ơi. Được mà, em nói được là được. Chị cứ tin tưởng ở em chị Panda ơi. Rồi để mình đăng xì tá tụt lên trên YouTube của mình mới được. Hôm nay mình chơi tới chị Panda luôn nè. Nhất định là mình phải đập được vô mặt chị Panda cái mình tức chị Panda mấy bữa nay. Ôi, đúng không? Đúng không? Ừ đúng rồi. Ai dùng thùng nước. Thôi. Thôi. Ê hai người không? Mọi người để ý nha, mẹo chị Panda có chuyện chơi. Rồi, tính nha. Ê mèo. Mèo ơi, chị Panda thua thì tính nha, còn mà chị Panda thắng thì mình đừng tính. Thắng bây giờ là nếu mà tụi xì thì mình chỉ dùng kéo, búa, chỉ bào thôi. Chị nhiến không? Không, chị nhiến thì... Thôi, nhiến luôn đi. Nhiến luôn, cho nó còn thú đó. Liên nhẹ đi cũng được. Thấy chưa, chị bạn comment ok kìa. Đó, mấy bạn comment ok là giúp chị Panda đó chị Panda. Nghĩa là giúp chị á. Thì chứ mà chị nghĩ mọi người nói ok để làm cái gì? Thì giúp chị chứ làm cái gì Panda? Chị ăn ở sao giờ mọi người? Chị ăn ở sao hôm nay mọi người đồ giúp chị giữ rồi chị Panda ơi. Rồi bây giờ hôm nay nếu mà livestream được 10 cái thì sẽ một trong ta sẽ bị đánh lên vô mặt. Không, nhất định là chị Panda thôi chứ không có một trong ba. Sẽ sắp xì, ai cũng sẽ bị đánh vô. Bỗng nhiên muốn khóc. Bỗng nhiên có mình chị Panda ơi. Ăn khoảng 100kg thôi chứ nhiều. Thôi, 100kg, ít quá đấy em. Rồi nhanh đi chơi. Từ từ, tôi đang đăng lên đã xã tụi trên YouTube. Thằng như là chị hết mà bóng rồi sao chơi gì được. Có gì hỏi em cho chị tắm nhờ, chị đừng có lo. Tới nè. Từ từ, để tôi đăng lên cho mọi người thấy. Ủa, giờ này còn đi thông báo vòng nữa mọi người. Giờ đang còn lạng lắm. Giờ đang còn lạng đi đâu á. Rồi nè. Tông vô. Để chị suy nghĩ còn cái cách nào để mình đốt không? Không, chị bên đây. Đường cùng mà chị bên đây. Đường cùng mà chị không có chạy đường nào nữa chị Panda. Em rất tiếc cho chị. Chị bảo ok quá trời lúc này đó. Đúng rồi. Bây giờ chị sẽ lấy cái muỗng chị ăn hết cái bánh kẹo đó. Em thách chị. Ủa vậy thiệt là thôi. Em thách chị. Chị rớt tới bánh kem này mà thẳng cho chị luôn nhé. Chị chạy lại đây chị Panda. Mà tự lấy cái muỗng. Mà tự lấy cái muỗng bây giờ mới ngồi ăn hết cái bánh kem đó. Định ăn vô mặt quá. Đây. Em cho chị hôm nay là em chơi tới bến với chị luôn chị Panda ơi. Ồ lâu quá thuộc phim rồi kìa, còn có 3.700 à. Rồi xong rồi đó, tôi đăng lên rồi đó. Ok. Ok, đây mặt qua. À cái điện thoại tôi đâu vậy? Ồ đây bác điện thoại đi. Trả ai bác đây cho chị. Ok. Rồi xong. Bây giờ chúng ta cùng nhau chờ thôi nha. Chờ gì? Giờ mình chơi trò chơi của mình trước. Rồi. Đúng không? Tôi cầm sẵn thùng rác nè. Cái gì vậy? Chị Panda. Ok. Đã không được trình cho bí mật của chị. Ok, vậy chị cứ. Ủa, bây giờ là các bạn đã. Chị chuẩn bị bí mật gì vậy? Ờ bí mật của chị thì để chị tự ra thử. Chị ra cái lực á, cái lực hồi nãy là chị nói rồi ha, cái lực của chị á. Ai thắng sẽ được thử, nhưng mà cái phần thưởng đó chị chưa suy nghĩ ra. Ok. Rồi ai mà mình thử không có. Ai mà thua á thì rất là dễ thương. Ở trong đây mình có cái gì nè? Okay. Có một thùng rác. Thử cái không thể bóc rác lên ngồi thử thì tính cái tính. Mình đã có một cái bánh kem, chiếc xe dùng bãi cỏ. Xe dùng bãi cỏ. Ai thua? Thế quỳnh nhẹ cái bãi cỏ đó. Quỳnh nhẹ bãi cỏ. Không có liếm nha, mình không có liếm. Ai mình ké cho cái mặt người thua. À. À là người thua sẽ bị ăn cái bãi cỏ vô mặt. Bị quẹt cái kem của mặt gì đó. Ok. Mình đã thua đó cô. Ai quẹt nhớ quẹt cho ba ly ta. Mèo, một tí nữa mèo chị sẽ cái mèo biết mèo làm sao không? Mèo có quẹt vào một nón mèo có thì được làm gì nè đó định vô còn hết thì chỉ được lấy cái con ốc gì nè đánh nhẹ không mèo. Cái lực đó là lực đó của chị em mà bị gì em mà cái thùng rác thì chị muốn không lực đó của chị. Ok rồi nha, bây giờ bắt đầu nè. Okay. Rồi ok, đồng ý rồi chưa? Đồng ý chưa? Nhìn thẳng vô màn hình nha. Câu hỏi thì trả lời giúp nhau luôn. Bao nhiêu giây trả lời được thua? Bao nhiêu giây? Chị đếm tới 10. 10 giây không trả lời được thua. Đó là chị đếm tới 10 nha. Ok. Người tâm lý nha. Rồi xong rồi.
tâm lý vững vàng chưa? Thôi 10 giây, 15 giây đi bà con. Thôi, 10 giây nghe hết á. Thôi vậy giờ vậy này 5 giây. Rồi, mượn cả nhá. Cả nhá gì bà anh chị mà sao có tập giam giây á, chứ điểm làm hồi. 10 giây đi. Không. Rồi đi. Bà này bà khiến học bà. Thôi đi. Thôi đi. Rồi, cái đầu tiên là nằm á. Em đang đọc comment của mọi người nè, 15 giây kìa. Rồi, im lặng nghe chị đọc nha. Ai ai lại hãy. Bà đọc cái đó bà ta nghe. Ủa nhưng mà ai đó lại? Bây giờ ai trước ta? Ê, tù xây đi, tù xây đi. Tù xây. Mèo thua, không phải là cái giếng mà là cái kéo. Thua. Mèo trả lời trước. Trước ha. Mèo, hãy kể ba món Red Hot thích ăn nhất. Biết mèo làm gì biết? Mèo làm gì biết? Thích ăn bò. Ừ. Bò nè. Bò thích không? Bò ăn, đếm thời gian. Không, lên. Từ từ. Bò. Biết rồi, biết đáp án thứ hai rồi. Bò kem. Đúng rồi, kem. Kem, cái nữa. Cái. Một. Hai. 10 giây. Đầu tiên. 10 giây rồi. Không đếm nhanh quá. Chị đếm vậy là lâu rồi đó. Em giơ ngón tay lên cho màn hình cho mọi người. Chị biết làm là nãy giờ tới 20 luôn mà tại vì chị bỏ qua cho mày luôn á. Thôi. Thật là mày cho mấy cái con út nhỉ. Khoan, đúng không? Đúng cái thứ nhất. Sai cái thứ hai, đâu phải cái đồ chiên mà tôi thích đâu, cá chiên tôi đâu thích đâu. Vậy chịu đi. Mày phải nói là cái gì chiên cũng được chứ. Oh my god. Ai? Đấy. Gắn lên là cứ phải lấy tay cầm chỉnh cái cục đó lại. Cái tay nó không dính đâu. Dính đâu? Trời, cái mặt mèo xài gì á? Nè, chị chỉ cho cái cục này giả hối đi, cục con cảnh kia. Đây, đây, chị còn chỉ cho hết rồi. Ok. Chị chỉ thương chứ bộ. Lại gần cái cam này. Đó, dán nó một rùa lên lại luôn. Nguyên một cục luôn. Một tí nữa là giờ chị sẽ hỏi câu thứ hai nha. Nguyên một rùa lên lại em luôn. Ok. Đang điểm như thế này nè. Nếu như mà người nào mà thua á thì phải liếm xong cái tên. À! Bà nói thì ghê quá, ta thích chị vậy? Nếu mà mèo thua thì mày phải tự liếm cái tên. Điện thoại của em đâu rồi? Sao liếm? Rồi để em muốn lấy điện thoại cái đã. Cứ gắn lên. Ủa mà sao khác? Sao trả lời tới ba đáp án khó vậy? Ừ, ba món mà. Tại vì ba món mày phải chạy chứ một món hết mình chạy đúng không? Ăn bò lắm nhiều nhất. Tôi nè, tôi thích nè, giờ tôi trả lời câu hỏi mẹ nè. Bò, kem. Rồi gì ta? Bò, kem, sao cái gì mình ăn mình cũng không nhớ được. À đúng rồi, đúng rồi. Thôi, em không thích ăn gà rán, em thích uống sinh tố. Ăn luôn ăn sinh tố. Thì ra rồi, em đây quẹt chị Panda cái luôn. Do cái thoại không biết mà sao em. Cái này chị không hả? Cuộc chơi này chị không phải có, cuộc chơi của chị là 10 ngàn. Dạ chị cho tôi đi. Là 10 ngàn. Thay chị á. Còn chị có bán là 10 ngàn. Rồi cái đáng của bà bán là chị. Hả? Sinh tố, ăn sinh tố. Thôi vậy okay. Được chứ. Bất kỳ sinh tố gì luôn. Em miễn sinh tố là em thích rồi. Chị sinh tố sinh tố trái cây thôi nha. Chị sinh tố mà kêu sinh tố thịt bò. Đừng có ăn sinh tố được. Cái đó trái cây chị ăn luôn tấm giấy. Không đấy, chị coi cái thiệt hành đó. Kệ chị. Rồi, thay người tụt thì đi. Bò kem nhãn. Không, không thích ăn nhãn. Phải tên hút hả? Ôi, phải tụt xì chứ. Tụt xì chứ. Tụt xì chứ. Tụt xì thay của bài luôn á. Tụt xì. Tụt xì. Ủa cái này dễ mà. Dễ? Sao dễ? À, ngày sinh của mèo. À. Bơi. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Từ từ từ. 15, ngày 15. Bỏ máy lắm mày. Tháng 8. Thì đúng vậy là ai là người thua? Em thua. Ôi. Ủa em thua không có biết. Ờ em thua, miễn thua là tét à. Nửa mặt lại cho mọi người xem. Rồi xong. Thôi chịu, okay. Thôi chịu. Bây giờ hai người tụi kìa, 18 tháng 8 rồi chứ. Mọi người chơi anh nhớ. Anh nhớ 18 tháng 8 mình nào. Rồi ok, hai người tụi xì đi. Ok. Bây giờ tới cần thứ 3 nha, tụi xì đi. Xì. Tụi xì. Cố lên nhớ. Tụi xì. Tôi thắng, mèo là cái gì? Nhưng mà nó sẽ kêu hơi sai. Chị lựa câu này cho khó nha. Mày thua hả? Mày thua á? Thiết kế cái này khó. Chị lựa câu hỏi nào khó á. Câu hỏi nào khó đó. Thiết kế. Vậy anh ta. Vậy mới lựa câu dễ vậy.
mà mèo. Chị mà chơi chị, chị bên phe em á. Mấy ngày mới tắm một lần. À, nói đi. Có khi là 2 ngày. Có khi là 1 ngày. Còn không thì là cho đúng nha. Cho đúng, một lần. Một thường không đi. Hôm nay không đi đi. 3 ngày. Sai tiếp. Chị bạn nào biết rõ nhất. Em có đưa câu hỏi với câu trả lời đúng, cho chị á. Đúng rồi. Nghĩ sao mà người ta bả ngày tắm lần. Người ta là thường 1 tháng mới tắm lần. Mày phải không? Chị nói 1 tháng tắm lần á. Ta sai tính. Nó tính quá. Vậy là em phải chấp nhận câu trả lời đó là đúng nha. Em 1 ngày tắm 1 lần. Mỗi ngày tắm 1 lần. Mèo 1 lần mà chị đến nói lộn 1 tháng đúng không? Mèo nói 3 ngày em tắm 1 lần. Mèo sai không? Cái câu này vừa sai vừa đúng đi. Tại mèo nói 3 ngày. Lâu lâu mùa lạnh không có tắm. Không. Mùa lạnh tôi tắm nhưng mà tắm nước nóng ban đêm rồi thấy được không? Không lẽ mèo rành tôi tắm. Đó mèo về rồi. Lúc nào kể thì cũng không có. Thôi đừng có xạo bây giờ là. Chị đây đúng đi. Không cái này quề. Không mà cái này sai. Mèo sai rồi nhưng mà cái đầu tiên mèo nói đúng vậy là quề. Quề rồi okay. Cái công ty lại. Ok chị nói 1 tháng tắm. Chị nói suy nghĩ đầu tiên. 10.000 view cái thùng rác vô đầu gì. Ủa nhưng mà sao cái đầu tiên là đúng 10.000 3 ngày tắm 1 lần là đúng. Không có đúng được. Cái đầu tiên 1 ngày tắm 1 lần. Mà sao cái câu hỏi đó em đâu kêu chị sợ nó đâu mà sao chị sợ câu đó chị thích. Tại vì cái đó nhiều bạn á yêu cầu đúng không? Nhiều bạn yêu cầu chứ. Yêu cầu. Ê cái này dễ thương nè, tụi xây nó chị hỏi nhanh lên, tụi xây tụi thật cái này. Tụi xây. Giờ lại câu đó đi cho mấy bạn hiểu đi. Giờ chị hỏi là nha, mèo có sợ ma không nè? Em câu trả lời của em là, câu trả lời cuối cùng em là có. Và em thắng thì em làm gì? Ủa vậy mà chị nghĩ mèo không sợ ma ta. Alita. Ôi. Quê. Trời luôn em chắc. Ở đây là. Một lên đây luôn. Quê. Tô xì. Đi. Sao chắc đi hoài á. Chắc đi hoài. Tôi xây đi, có cái này lãng mạn lắm nè. Tao thích. Nãy giờ bà chơi mèo á, mèo biết đâu. Nãy giờ tôi với chị Panda nói chuyện chiều bây giờ rồi. Chị đang gì vậy? Không, cái này có người trà số dạy chị thôi. Có số dạy chị luôn. Đang chơi cái ông này hỏi cái giận luôn nè. Anh đừng get hút mà được. Phải sống muốn cái này nha. Hỏi thôi mà. Mập chỗ nào? Mập chỗ nào? Chỗ nào gọi là mập? Không có gì vậy? Chết. Anh mập chỗ nào? Có cái chỗ nào trên cái cơ thể anh gọi là mập không? Anh không có mập, mấy bạn. Nhưng mà không có chỗ nào mà lòi xương luôn. Không có chỗ nào không mập hết chứ phải là. Cái này là lòi cái cục gì? Không thấy cục xương. Em lòi nguyên một cái cây xương nè, thấy không? Cái tay em thấy không? Ốm tới mức mà lòi xương, lòi 5 ngón tay ra lòi nguyên cái lỗ tay ra luôn nè. Ốm lòi lỗ tay ra luôn. Xương. Ốm lòi lỗ mũi ra luôn nè. Lòi xương sống ra còn này ốm không thấy xương. Ốm lại mở luôn à. Ốm còn lại mở. Tức chết. Cũng gì tức là phải chấp nhận sự thật. Nó rồi, để 10.000 view em sẽ trị chị sao? Tôi sẽ đi tại đây. Ok. Bây giờ mọi người share livestream đó nè mọi người ơi. Bạn nào hỏi nó vậy? Bạn nào hỏi nó vậy? Anh chỉ nặng có 70kg thôi nha. Dễ thương đó. Thống quy và cục càng em hỏi. Đừng. À. Một mèo không được có chơi, không được tháo kem xuống nha mèo. Không được tháo ba cái đó xuống, mèo tháo tôi trét gấp đầu vậy. Để đây có tháo đâu. Ừ mèo mà tháo là tôi quẹt gấp đầu vậy. Liếm bớt thì không sao. Không, ừ liếm bớt thì cho. Đầu tay lên liếm thì cho. Cảm ơn bà Nguyễn Danh đã share livestream nha. Liếm giùm em với. Tại sao okay. Ok, hai người tôi thi đi. Cái gì mà mặt quá. Anh mặt hồi nào. Xì. Cái gì? Ok. Hỏi chị hỏi em. Chị hỏi cái câu hỏi về em và chị hỏi em.
được. Vậy như chị hỏi em mấy tuổi rồi, em trả lời đúng là em mềm nãy. Thế cái này được nè. Ở đây. Giờ chị hỏi rất hot đúng không? Ok. À, mèo thích làm gì khi rảnh? Chết bà. Mèo. Mười. Không, giơ ngón tay chứ không được đếm. Dạ. Mèo thích làm gì khi rảnh đúng không? Không. Mèo. Đếm đi các bạn, đếm đi. Thì kìa mấy bạn chỉ mất kìa. Nè, chuẩn luôn nè, mèo thích hát. Sai. Mèo ngồi rảnh, mèo ngồi trên mèo ngồi hát. Mấy bạn cầm chứng. Mèo làm gì chị là người có câu trả lời. Người ta nói thử là cái phải cầm gì kia bạn. Mèo rảnh. Rảnh là gì? Mèo sẽ tha phương. Đi chơi. Thấy chưa? Mình rảnh thì mình đi chơi thôi, đúng không? Cái quạt nãy mình nhớ không? Mình lát mình sẽ tập tay. Không, chơi vậy là ăn da. Ôi. Không. Em thôi từ đây là ngồi như cái sân tích cho chị được. Hồi nãy em không có hợp cho chị đâu, 10.000 view không hợp chị đâu. Trời trời, nó tôi rảnh cắt móng tay chứ không lạnh ghê luôn trời. Mai ngồi rảnh cắt móng tay thôi. Cắt xong rồi là cắt móng tay đó không mày hát đó. Không, quẹt hết thôi. Em quẹt cái này nó. Ê, tầm bậy nha, cái đó là. Rồi xong. Nó đen như cướp chuột. Kéo đường dài nha. Kéo một lên dài. Ê, cái kéo đường dài. Cái gì? Thế bà ở đây từ từ. Cháu đi đẩy lên đỉnh cúp liền. Hay, hay, chị bên đà suối đúng không? Hay. Chị hay lắm. Chị đừng có trách em. Nhìn cái bà nó cười quá. Mày mày đâu có chùi. Tôi chùi tay tôi. Giờ cái lỗ mũi hửi mùi sô-cô-la quay chịu gì nổi. Chuối á. Con chơi vàng da. Được chỉ được liền. Em ở đây liền không được. Trời. Trời em cọc luôn đến rồi thằng béo. Để im đó. Để im nó mới là trưởng. Trưởng tim được. Để chứng minh là một người đàn ông thực thụ đi. Bét áo được mà. Dạ, tay này xanh mà. Ok, tụi xì đi nè. Rồi, tiếp nào. Tụi xì đi. Trả thù đi. Tức quá, anh cao bao nhiêu, anh cao, ho không trả lời. Thôi để mèo tự trả lời, đừng có spoiler, đừng có khai. Ok, mèo không có quyền hỏi, ok, mèo. Em bất kỳ đạo quá, con em bất kỳ đạo quá. Ê, con còn mày lãng mạn mà, thì qua là đó là giờ. Thôi, sao nào, mèo không có quyền hỏi. Em sang tay áo lên là em tức rồi đó. Thôi đi mèo. Come on, baby. Thôi đi mèo. Sì. Ah! Yeah. Cái này là chị đã sáng tầng 1. Yeah. Râu nè, thấy không? Mèo chuẩn bị mọc râu lại nè. Nhớ rồi nha. Ok. Mèo chuẩn bị tâm lý. Nơi đầu tiên hai người gặp nhau là ở đâu? À, công viên. Công viên nào? Em không biết đâu. Công viên nào? Không phải. Không phải. Cái gì Hòa Hành? Cái công viên Hòa Hành. Nhưng mà cái gì Hòa Hành? Cái công viên. Nó lúc trước nó là cái gì? Thôi khỏi đi bạn. Không, phải cho là đúng. Đúng. Nó là công viên đúng không? Nhưng mà nó là cái gì Hòa Hành chứ tự nhiên cái gì cái Hòa Hành không. Rồi đúng rồi bạn, gọi công viên được rồi. Không. Cho hết nói đây là cái gì mới là đúng. Công viên hồi đó là huyện Hòa Thành, bây giờ nó là tỉnh. Ôi, thôi. Bây giờ nó là thành phố. Đấy sao nó nằm ở đó được rồi. Thôi. Nó chưa có là thành phố. Lúc trước là 4 năm về trước á. Tây Ninh Hòa Hành nó chưa, lúc là Tây Ninh mới là thành phố Tây Ninh chưa ha? Chưa có thị xã. Đây là thị xã Hòa Hành rồi, hôm nay là thành thị xã rồi nha, chị đừng nói là nó chưa thành nha. Đúng là thành xã rồi, cái kia là thành phố. Nhưng mà nhớ là công viên. Ê vậy, nó là huyện. Mèo hát. Rồi, tôi hát, đưa bánh kem đây nè. Mèo hát. Thằng Giang quá, tức. Mèo hát rồi hả bánh kem. Chị nhớ chị á, 10.000 view. Cái này là chị tính cho đúng là bạn ơi. Trời ơi. 10.000 view. Hồi nãy chị mới nói là không. Không. Chị Bánh Đa ơi, chỗ nào đây? Đó, nó từng giam bánh xe quẹt qua bên này nữa thì nó đều hơn. Ở đây 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 nghe mẹ nó cho bánh mũi râu hai màu. Trời ghê quá. Màu đỏ luôn hả? Này giống bị quánh xịt bánh mũi quá ba. Màu đen quá. Màu đỏ màu đen quá. Giờ đỏ hùng như rượu. Cái màu bị quyến rũ giả mà. Rợn luôn chị hư nha. Chỗ nào ở trong thử miếng thôi. Bên baby. Méo lên thì. Hay. 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 Ăn ở hay.
Cái lưỡi em mà dài là em liếm được rồi, tại cái lưỡi em ngắn quá. Mình biết lưỡi tao ngắn. Mình biết lưỡi tao ngắn thì mình tép gần chỗ đó. Ê! Không được chơi nha, chơi nha mà chơi nha bạn ơi. Để em đọc comment có ai chửi em không em thích. Ôi nó thật lạ nó hay luôn. Nhìn thôi, nhìn vậy thật là đàn ông có lỗi chứ. Đàn ông đẹp hơn đẹp trai luôn á. Nhìn đẹp hơn lớn. Cơ duyên nào đưa anh chị đến với nhau, anh cũng không trả lời luôn. Nhiều khi nó có một trong câu hỏi nè. Chà đội đây chửi tôi mập nè. Chị Bình Đa, anh ông chịu đa, em cho chị cái quyền á. Nội này nói mập nè. À, nói vậy? Ai nói hút mập đợt vậy? Mập quá. Hút mập, 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 mập. Ai mà nói hút mập là hồi đứng mèo quẹt. Hút vậy mấy cái bẩn thiểm thôi. Rồi, tôi xây bạc. Chùi hoài. Đẹp á. Chị thấy gì đẹp á. Chị Hai. Chị dẫn đi chơi. Em thích chị á. Em thích chị lắm. Chị dẫn đi chơi. Để đâu rồi, coi đây. Chị dẫn không hút rồi. Ok. Ok, tôi xây đi, tôi xây đi, tôi xây. Chị. Chị. Em lại thắng nữa rồi. Nãy giờ mình thắng mày 3 lần hết ra mình cũng lời các bạn ơi. Khi đi ăn thì ai chuẩn bị lâu hơn? Mèo. Tao đẹp không chị Bình Đa giải quyết. Mèo. Hốt trả lời đúng. À, ổng chuẩn bị lâu hơn mà chị chưa không? Phải là ổng mặc dài lên tới 50 xe rồi. Không, không mèo, mèo lâu rồi. Mèo rất là sành. Mỗi lần mà ổng mặc dài là em đâu. Chị Panda làm chứng. Thôi chị ơi. Anh xin tiếp đi. Em cần anh xin tiếp ở đây không chịu không? Nói rồi. Thua rồi. Thôi. Thôi. Sự thật là đã mèo đã thua. Xin tiếp trả đi ông biết mà. Thôi. Thôi. Thôi rồi. Để đây. Được rồi một cái là đơn giản rồi. Không. Một cái nhưng mà vẫn có nhiều đó. Thôi. Anh vô cái thôi. Chơi tôi hả? À? Cười người hôm trước hôm sau. Người cười. Cười thích, quá. Thích cho tôi rau 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 cái biển hả? À? Rau thịt le nha. Rau thịt le đi. Đẹp. Chị đẹp hơn cam. Để chị đi. Ừ. Giờ cam là cam trẻ rồi đó mà có điều trẻ qua hai bên. Ok. Dễ không tôi xây, tôi xây, tôi xây. Tôi xây đi, chị sẽ sọ. Rồi. Sọ đi chị Bánh Đa, chị sọ. Tôi xây đi, tôi xây đi. Ok fine, tù xây nè. Tù... tù gì nè? Tù xây. Tù... tù xây. Cái bao, đánh cái búa. Không, cái búa nè, cái búa đập vô cái bao này không? Nhưng cái bao bật cái búa lại, chụp lại rồi. Không, chơi, chơi đàng hoàng không chơi gian. Em đang chờ nè. Chơi đàng hoàng nha. Đúng rồi, đàng hoàng đi. Người lớn nha. Sợ nhất là con gì? Thôi cả. Sai, sai, sai. Không, đừng có ăn chị làm chết. Sai, em sợ nhất là con ma. Ôi dạ, sợ kè. Chị biết em sợ nhất là con ma. Đấy, bây giờ đi bắt con nhện cho chị coi. Đi bắt con nhện. Chuyên mình đó chứ, chuyên mình đặt ở trước đó. Nhện đâu? Thôi, nhưng mà cứ thôi, chị biết. Em đi bắt con nhện vô là chứng minh là em không sợ nhện đúng không mọi người? Chị cho đi bắt luôn. Chào mọi người, chào một tí xíu. Chào con nhện vô nha. Nè, thôi đi bắt nhện vô nè. Không có đi nước mặt nha bà, không có đi nước mặt nha. Ờ, vẫn có để em vậy nha. Con xạo. Không hề, không mà dám. Chị đẹp không hướng. Tính các bạn không hướng. Hứa không tính được, không chị dám được. Bắt nhện vô rồi nè. Giờ dắt rớt cái con nhện. Nè, bắt nhện vô nãy giờ sạch chết nhện rồi mà nó chết rồi. Trời ơi. Mình đã bắt nó rồi không? Cho dù có đi lấy ca xịt mũi thì cũng không có đánh được cái quyền. Rồi bạn ơi, bạn thua rồi bạn ơi. Bắt nhện rồi. Con nhện nó chết ở ngoài. Con nhện nó chết ở ngoài. Chị cầm cái đó là tội chứ. Nhưng mà giờ chết rồi tại sao không cầm được. Tại nó đi bắt. Nó chết nhưng mà nó dính trên cái tường cao lắm. Nó chết không để nó tại chuyện nó ùn gì. Không, khi mà nó chết thì chị biết không? Khi mà chị xịt thuốc vô thì nó sẽ dính như thế này nè, nó dính hoài luôn. Nó chết nó sẽ buông tay, sẽ thả lỏng, sẽ tự rơi, nó rơi tự do. Để cho mọi người đồng ý rồi. Mọi người có đồng ý anh Phước thua không? Thua rồi. Để coi comment nè. Các bạn comment nó hết sao nha. Sao không, là comment số 1 cũng được. Các bạn comment gì? Em làm chứng anh hút nang mẻ gì vậy? Anh có sợ nhện thấy chưa? Bạn Uy Nguyễn nói chưa? Rồi xong. Chết chắc. Chết mèo. Không, chưa. Có, không, chưa. Khác, không, chưa. Không. Số 1 là không, số 2 là có nha. Comment đi. Nào comment số 1 hút kích ra. Sợ đi ra bạn ơi. Thua. Em được lắm. Anh giận em luôn. Mà gì đây mọi người comment
chị cần mang. Chị cần mang là gì? Chị cần mang là cưng quả mới như này. Được chưa? Vậy là ăn da. Dạ. Chị cần mang lợi. Mà màu đỏ đi. Màu đỏ đi. Ê, chỗ này đâu này. Rồi tóc, tóc dính tóc. Không có dính. Cái này cái này cài lên. Nè, tao phải da hết chưa? Cố lấy cài cài lên thì sẽ có comment của mọi người coi gì nha. Cài anh đi. Màu vàng. Vàng comment màu vàng. Rồi rồi, chắc đi ha. Rồi giờ giờ quyết định cái ta. Đó nha. Màu đỏ đi, cũng làm đánh ra không? Dương tiễn mà đợi. Dương tiễn màu đi. Chất lượng ghê luôn, vào rất là sốc động luôn, âm thanh sống động. Dễ chịu đó là chị Minh Na. Cái hình cứng dữ á, hình hình tròn giống như hồng hà nhi vậy đó. Chấm chấm lên đâu là tròn rồi. Cái này giống như nào bắn cái sọt quá vậy. Giống như nào bắn piu. Vậy mày biết con zombie mà nó cắn nó bắn. Ôi, cắn lộn mà đều cắn, nhìn nó cười quá. Ok. Thì nó không thật gì đi. Em đâu có xấu đâu, em sợ có người nè, có nguyên cái miếng đen thùi vậy. Vậy nó mới sướng. Thôi thôi, thôi. Ok. Ê, nãy giờ stream đủ rồi đó, tắt stream đi. Để hôm sau chơi tiếp mọi người. Đúng rồi, sợ tao. Thì nó còn lộn quá rồi, chứ đi tắt bây giờ đúng rồi. Tắt đi, tắt đi, tắt giờ chứ. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Đừng có tắt đi, cái này có mời. Chưa có đủ mấy này. Đúng rồi mẹ. Canh được 10 ngàn. Thôi. Thôi nữa ha. Nếu mà hôm nay chưa đủ rồi, em stream lên YouTube. Không stream nữa mà. Thôi nữa. Đúng rồi, hồi nãy em stream. Ừ. Chị hồi đó stream kênh nào luôn? Kênh tôi hả? Tối qua stream luôn. Ê dùm. Thôi. Ở kênh em sắp coi hồi lên 10 ngàn view lắm nha. Là cứ em stream 4 ngàn mấy á. Cũng cần phải làm lại từ đầu. Không, kênh tôi là 10 ngàn view. Không, kênh tôi từ đầu. Kênh tôi làm từ đầu, kênh tôi là phải tính 20 ngàn. 10 ngàn thôi, coi thế vậy à. Ok, làm phát nữa đi. Okay, tiếp tục. Làm cây cuối đi. Nè, làm cây cối nha. Không thì reset lại được chùi với cái này. Không 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 được reset. Giữ nguyên hiện trường. Giữ nguyên hiện trường đừng có xạo. Xì, tu xì. Cây kéo hai cái bào. Lần này nè. À. Khoan kiểu ra lần này á em muốn vậy nè. Em tháo cái miếng sô cô la làm cái đây đồng tiền sô cô la nè. Không em không ăn. Em nhìn em ngồi em giò em nát nó ra. Giò nó không có dính. Em quét miếng kem. Không, tôi sẽ bỏ vô miệng tôi nhanh 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 nhanh. Ok, để đó đi từ từ. Có ai cho tôi thường nhận phiêu lẹ là học tập cho mặt vào bàn tay cái bánh kem. Không có hỏi đi dễ thương lắm nè. Lấy nha. Cái lượng ngắn thôi liên khi ra đường. Hốt có nhìn. Tính nó nhìn trai hay không lộn. Hốt có nhìn gái hay không. Gái là gì? Gái á, con gái á. Là khi ra đường Hút có nhìn con gái. Hút có ưa nhìn gái ở ngoài đường hay không hả? Chị tả cái mặt em. Không, ra đường á không? Em vậy nè. Em không hề nhìn gái nếu bạn fan nào á. Ủa chị đang hỏi mèo. Không. Không. Đó, sai. Sai. Ủa. Ủa chị đang. Sai đúng không? Vậy là Hút có nhìn gái. Cái gì khoan. Thì đây thôi đép đi. Thôi đỡ con hỏi ra đi. Không, 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 tôi trả lời cho chị họ đang hơn nè. Chị không đôi. Nó không coi, chị nói mèo nè. Tôi nói là không có nhìn gái, không có đây. Đó là sai, là chắc chắn có nhìn. Không. Vậy là có nhìn thôi. Tôi không có nhìn gái. Tôi có nhìn gái. Thôi, ai phớt ra, phớt rồi. Để cho mọi người bình chọn đi. Mọi người bình chọn. Hút có nhìn gái hay không? Là có rồi. Có kể chưa, chị mới thấy chị có nè. Bạn làm như bạn thấy mình ngoài đời, chị hay quá. Có. Nhìn gái luôn. Có rồi. Rồi, chị có đúng tiêu rồi. Chị Panda xấu giải nè nó. Em nói vậy cho chị tức chị chết. Chị xấu tự nhiên. Thì tức chị trở hơn là xấu nhân tạo. Ê mà xấu nhân tạo nhỏ nó khùng như vậy Panda. Có. Có chị. Chị đó. Xấu. Có kìa. Có gì chưa? Có nhiều không? Chị suy nghĩ cho cái bài này mới nè. Không, một bên nha, đấu được hai bên. Ừ, một bên, hồi sát bên nữa là bên nữa. Má hồng màu đen cho chị. Bên đây nè. Không, không có bên kia nhiều mà thấy là đỏ. Quýt cái màu đen. Má hồng đúng không? Má hồng màu đen. Ủa, đáng đời.
Hay lắm. Tí nữa chị cho Vinh Thắng một bàn nữa. Chị hay lắm. Chị hay lắm. Không hay đây. Lắm. Tôi hay quá. Chị hay lắm, chị được lắm, chị chơi game. Em tưởng là chị chung khoe với em. Hôm nay em nói hôm nay em nói em lên em con mèo. Mà giờ em không biết là mèo con chị em. Ban đầu chị chung khoe với Thân, cái đường tiền đợt ông cái bánh trang hoặc chị chỉ lên lên chạy. Chị nghĩ em sẽ làm điều đó sao? Chị nghĩ em sẽ làm điều đó sao? Mọi tính là tại sao hai người là gì? Chị chưa có hại chị hết trơn. Chị nghĩ em sẽ làm điều đó sao? Đó. Chị hay lắm. Bé lắm, hại chị không hỏi. Em sắp khóc rồi nè. Sắp khóc nữa chứ, sao sao? Chị Vanda chứ mèo hại mình. Mình sẽ tiếp đi để mình dễ nói từ đâu có hại đâu ta. Ủa đi hát hôn tụi chèo. Đi hát hôn tụi chèo. Chị lắm rồi. Thù xì. Cái gì? Cái kéo rồi. Chị hay là nè em đọc câu hỏi. Không, tự chị đọc nha. Chị nhìn vô câu hỏi rồi chị chỉ câu hỏi đó cho em đọc. Ôi, ai thua rồi, ai thua. Mèo thua không? Mẹ thôi thì mẹ phải trả lời. Mẹ phải trả lời đúng không? Nhưng mà em đọc câu đúng hỏi đọc, đúng không? Ừ. Chị chỉ câu hỏi nha, chị chỉ đúng câu hỏi đó nha. Chị chỉ đúng nhưng mà em đọc câu khác. Không, em hứa em không trả lời vậy. Rồi, mẹ không được dầm. Câu... Câu số mấy chị nói số thôi, chị nói số thôi. Thì để chị nhìn số cái. Chị nhìn, nhìn số đi, em không nhìn mẫu hỏi đâu. Em hứa là em chỉ đọc đúng câu đó rồi. 16 đúng không? Đúng không? Khi cãi nhau thì ai là người xin lỗi? Cả hai. Nhưng mà ai là người xin lỗi trước? Người nào sai trước, người đó xin lỗi trước. Hả? Nhưng mà thường á, vợ cỡ sai. Thì theo trường hợp mà người nào sai trước, người đó xin lỗi trước. Nên đâu thể nào nói là ai trước ai sau đâu. Không, nhưng mà dù có sai đi nữa. Nè, chị làm mèo thua rồi. Có một tế chị nào làm chứng nha. Mặc dù mèo sai. Ôi. Không, tức là chị đã hứa là chị đã nói chân thật luôn đi. Không ăn gian, không bên nha. Mặc dù là mèo sai nhưng mà lần nào hút cũng phải là người xin lỗi trước. Sai. Chị có vậy nè, nói là có. Không. Chị là người thấy nhiều nhất. Những cái cảnh đó chị đâu thấy được hả? Thấy. Có. Mày tin đi. Mèo sai nhưng mà mèo cũng phải bắt hút xin lỗi. Là mèo mới xin lỗi sao? Ừ. Em xin lỗi anh đi. Ừ, đúng rồi. Em sai rồi. Em xin lỗi em đi. Em sai rồi. Em sai rồi. Em xin lỗi anh đi. Đúng vậy nè. Có. Cái đó có. Chị hút rất là nhiều mèo. Không phải vậy. Đúng rồi. Không phải gì vậy. Đúng rồi, rồi, đừng có cãi. Rồi, khoan. Em cho tháo xuống nè, lần này em cho tháo xuống. Em muốn reset lại cái khuôn mặt của em. Em muốn refan lại chị hiểu không? Em là một người rất là yêu nghệ thuật. Nên em không muốn cái bức tranh của em nó bị xấu mọi người. Để tôi slow cái mặt cho mèo ha. Ủa, dạ. Đó, như là tóc mũi em luôn á. Thôi là mũi thiệt nha. Nè mọi người thấy không? Đây được là thấy cái mặt sát lại rồi. Ủa dễ thương quá rồi. Cái màu đen dễ thấy lắm còn mình khác. Ê khoan, chưa làm xong. Ủa đâu đó, cũng một ngón đó rồi xong. Tại cũng chỗ đó mà tại tôi chưa làm xong thôi. Tôi đi chết rồi. Đó, giờ tôi mới đúng nè rồi. Giờ hồi bên đó là được cái đâu. Không có dễ gì đâu. Dễ đâu. Liếm cho hết mẹ. Được quyền liếm. Em liếm. Được quyền liếm. Liếm mấy cái mặt mèo chị đánh có nhiều phấn nhiều kem á. Ủa mà nó đâu đánh phấn đâu. Đi gớm mà đâu. Liếm sao còn tay ra chị. Mình phải chứng tỏ là lưỡi mình dài hơn những người lưỡi cột liếm được. Đúng không? Nhục không? Nè, liếm xong giờ đưa lại ngay cái mặt cho mọi người nè. Đó, liếm đi, liếm tới đi, liếm nè. Như con mèo không? Liếm đi, liếm đi. Ok, bây giờ thì livestream của mẹ sẽ up và chuyển qua livestream của anh Red Hood nha mọi người. Hôm nay chưa kết thúc đâu. Ngày hôm nay mọi chuyện chưa xong đâu. Mặc dù ngày kỷ niệm nhưng mà điều này nó không kỷ niệm được điều gì hết. Hôm nay là rất là kỷ niệm luôn á. Còn dính miếng. Miếng đập cái cầu đi không sao. Trời ơi, két vô ngay con mắt. Ok, mọi người hãy chạy qua livestream của anh Red Hood đi. Bây giờ đến lượt anh Red Hood stream nha. Mọi người hãy chạy qua livestream của anh Red Hood. Ok. Ôi, em Red Hood rồi. Lấy đầu chồi đúng không? Đấy, tôi nói không nổi, tôi quay lại nè, tôi nhanh tay lắm, nhanh lên, không quá cũng đó. Nhanh lên. Đó, nào, khúc nào liếm hết rồi. Liếm hết rồi. À, thấy rồi, chồi, mèo chồi. Không phải, liếm hết rồi. Tôi thấy là cầm đồ lên chồi rõ ràng như này. Phạt hai cái người nào chồi. Liếm hết rồi, cũng là cuối cùng rồi. Không, xong rồi. Không, thấy rõ ràng chồi mới là mèo ăn gian. Ok, mấy bạn ơi, trả lời coi mèo có liếm không hay là chồi mấy bạn? Chị mèo liếm. Đó. Chị mèo liếm đó, chị mèo chùi nè, Ngọc Vy nè,
Ngọc Viên nè, Ngọc Viên bạn nói chị mèo chùi nè nghe. Rồi để coi coi còn bao nhiêu bạn nói chị mèo chùi. Chị mèo chùi nè, các bạn chữ xanh luôn. Thân fan Red Hood nói nè, đó. Chùi nè, Nhóc Viên nói nè. Cái bạn này là kiểm duyệt viên, bạn không thể nào nói sao được. Liếm cái nào phạt bắt đầu nha. Ủa tôi được quyền liếm, chị nói là được. Không. Nhưng mà cái hồi nãy chùi, cái hồi nãy chùi phạt bắt đầu quên. Thấy chị như vậy luôn. Quê đi, hôm nay chúng ta quê mà. Ok, người nào làm người đó chịu. Rồi xong chịu nha, không có bôi một cái là chét đầy mặt luôn. Thôi chùi kèo quá cho bạn chùi luôn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua livestream của anh Red Hood nha. Mọi người hãy tiếp tục chạy qua kênh Red Hood mà xem tiếp nha mọi người. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người bên kênh của anh. Bye mọi người. Không có xinh đẹp nổi đâu mèo ơi.